Trong bức thư thứ 14 mà vị tỷ phú Rockefeller viết cho con trai mình, có câu nói rất hay thế này: nếu con muốn thành công, con phải là người thông minh một cách ngu ngốc. Một người không có tri thức là vô dụng, nhưng một người có tri thức rất có thể trở thành nô lệ của tri thức. Mọi người cần biết rằng kiến thức có thể bị biến tướng bởi định kiến và hệ quả là một tâm lý bảo thủ bao trùm. Kiểu người như vậy luôn cho rằng, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi, xã hội là thế này đây. Với cảm giác hiểu sẽ không còn hứng thú để biết. Và nếu không có hứng thú, động lực tiến lên thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán, dần vụt mất. Đây là lý do vì sao nhiều người thất bại nhưng không hiểu nguyên nhân. Trái lại với kiểu người trên, chính là những người luôn tỏ vẻ không hiểu mọi thứ, nhưng thực tế, họ đang giả vờ ngốc nghếch. Một người biết cách giả ngốc mới thực sự thông minh. Giả ngốc cũng chính là sự khôn ngoan, là nghệ thuật không cần chứng tỏ mà người khác vẫn để phục mình. Nghệ thuật sống ngốc nghếch nghe qua tưởng vô lý nhưng kỳ thực, đó chính là cảnh giới cao nhất của thông minh. Quả chắc chắn không phải ai cũng hiểu, không phải ai cũng làm được. Có những lúc, nếu chúng ta biết mắt nhắm, mắt mở và đánh trí mới tránh được những mâu thuẫn không đáng có và học được cách giả ngốc của người thông minh. Cuộc đời này ngắn ngủi, quá thông minh chưa chắc chắn đã là điều tốt.